Trong cơn khủng hoảng của Hoàng Gia Lai, người ta chợt nhận ra vai trò của các ngoại binh tại sân Pleiku là tương đối mờ nhạt. Liệu rằng đây có phải là một phần lý do khiến Hoàng Gia Lai chìm sâu trong khủng hoảng và đối diện với nguy cơ xuống hạng? Trước hết phải công nhận một điều rằng, ngoại binh là một phần không thể thiếu của các câu lạc bộ tại V-League. Trong nhiều năm qua, dù có trong tay dàn cầu thủ nội chất lượng và có chiều sâu, câu lạc bộ Hà Nội vẫn phải dựa rất lớn vào sức mạnh của các ngoại binh và điểm đáng chú ý là tính ổn định khá cao thay vì đổi tây theo từng mùa. Thành tích vô địch V-League 2018 của đội bóng thủ đô không thể không nhắc tới màn trình diễn của các ngoại binh và các cầu thủ nhập tịch. Tại V-League 2018, bộ đôi Oseni và Hoàng Vũ Samson đã ghi tổng cộng 32 bàn, trong đó Oseni ghi tới 17 bàn và cũng là chủ nhân của danh hiệu vua phá lưới. Sang đến mùa bóng năm nay, ngoại binh tiếp tục là điểm tựa để đội bóng thủ đô bay cao. Nếu Oseni không dính chấn thương, thành tích ghi bàn của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn tốt hơn thế nữa. Mặc dù vậy, người thay thế anh Fabe Omar đã làm rất tốt nhiệm vụ khi đang thi đấu bùng nổ và dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 14 bàn thắng. Ở trận gặp Thanh Hóa, cùng với dàn đội binh chất lượng như Quang Hải, Duy Mạnh và Đức Huy, nhưng trong một ngày mà những Omar, Oseni và Samson đánh mất chính mình, thì nhà đương kim vô địch cũng phải nhận thất bại không tưởng 1-4 trước đội bóng xứ Thanh. Vậy nên, nếu có một ý kiến khẳng định đầy chắc nịch rằng ngoại binh ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của các câu lạc bộ tại V-League, ngoại binh hay thì đội bóng mạnh là hoàn toàn có cơ sở. Nếu như ngoại binh có ảnh hưởng lớn với câu lạc bộ Hà Nội, thì nhìn sang Hoàng Gia Lai có thể thấy chất lượng ngoại binh không tốt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng này. Những mùa bóng trước, đội bóng phố núi liên tục thay mới ngoại binh, thậm chí có những gương mặt chỉ được thi đấu đúng một nửa mùa giải do không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Để chuẩn bị cho mùa giải 2019, Hoàng Gia Lai đã thử việc rất nhiều ngoại binh tại BTV Cup 2018. Và cái tên được chọn, may mắn thay, là một tiền đạo có kỹ năng săn bàn tốt như Trevor Watts. Song tiếc là vận đèn chấn thương khiến cho anh không thể tiếp tục góp mặt tại lượt về V-League 2019. Thay thế anh là Philip Martins, một ngôi sao trước đó từng thử việc thất bại ở Thanh Hóa. Và việc vội vã bổ sung tiền đạo này ở giai đoạn lượt về cũng khiến Hoàng Gia Lai phải trả giá. Thi đấu chậm chạp, lười di chuyển và phối hợp không tốt với các đồng đội chính là những nguyên nhân khiến Philip Martins không thể làm tốt nhiệm vụ ghi bàn cho Hoàng Gia Lai. Không chỉ Philip Martins mà ở dưới hàng thủ, hậu vệ Kim Bong Jin lẫn thủ thành Sesma cũng chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Và ba bàn thua mà thủ thành người Hà Lan vừa phải nhận trước Sài Gòn FC tối 14 tháng 9 vừa qua càng khiến Hoàng Gia Lai dậm chân ở vị trí thứ 12 và đối mặt với nguy cơ đá playoff. Không có đội binh giàu kinh nghiệm đã đành, tầm ảnh hưởng của các ngoại binh lên lối chơi của Hoàng Gia Lai cũng chỉ là con số 0 tròn chỉnh. Đã có những ý kiến của người hâm mộ cho rằng chất lượng của các cầu thủ ngoại mà đội bóng mang về còn không bằng với những công phượng Xuân Trường, Tuấn Anh. Lại có những nhận định khác nói lối chơi mà Hoàng Gia Lai xây dựng không phù hợp với những ngoại binh. Chẳng nhìn đâu xa xôi, một Rimadio tịt ngòi ở Hoàng Gia Lai sau 13 trận đấu ở lượt đi V-League 2018 đã ghi bàn son son trở lại khi khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về, là minh chứng rõ nhất cho chuyện đó. Và nếu đi tìm lý do vì sao Hoàng Gia Lai không sở hữu những ngoại binh giỏi thì quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu. Câu chuyện ngoại binh của Hoàng Gia Lai nếu bắt đầu từ lứa công phượng lên V-League, cầu thủ duy nhất trụ lại tại đội bóng phố núi quá một mùa bóng là tiền vệ người Nhật Eru Vichia Masaki. Anh cống hiến cho Hoàng Gia Lai được 1 năm rưỡi và ra đi vào tháng 5 2017. Thiếu sự ổn định về ngoại binh chính là một phần vấn đề không nhỏ tại Hoàng Gia Lai. Hầu hết các đội bóng đều chọn ngoại binh có thể đá nhiều mùa, thậm chí tạo nên sự ăn ý và hiểu nhau trên sân với các cầu thủ nội cũng như trong môi trường sinh hoạt. Đấy là còn chưa kể các ngoại binh mà đội bóng phố núi mang về trong những năm gần đây đều thuộc dạng rất bình thường. Gần một tháng trước, huấn luyện viên Lee Tae-hoon lý giải sau trận thua 0-3 trước Bình Dương. Ông nói, cầu thủ ngoại chất lượng có ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của đội bóng, nhưng Hoàng Gia Lai không có những ngoại binh như thế. Tôi không tham gia vào quá trình tuyển chọn ngoại binh ngay từ đầu. Tôi chỉ được bổ sung làm huấn luyện viên kế nhiệm nên không có nhiều lựa chọn. Tôi chỉ giới thiệu trung vệ Kim Bong Jin cho đội bóng và cậu ấy đang chơi tốt. Khi một mùa V-League nữa chuẩn bị khép lại, Hoàng Gia Lai tiếp tục loay hoay trụ hạng. Vấn đề tuyển chọn ngoại binh nếu không thay đổi, người hâm mộ sẽ lại phải tiếp tục thấp thỏm lo lắng. Dĩ nhiên, đó là trong điều kiện Hoàng Gia Lai sẽ trụ hạng ở V-League năm nay. Còn nếu xuống hạng, Hoàng Gia Lai cũng chẳng còn cơ hội mua sắm ngoại binh ở mùa giải. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.